Hello mọi người, mời mọi người đã đến với kênh YouTube I Am Xuyên. Hôm nay mọi người thấy tôi dễ thương, điệu lắm. Nay là đi biển, tôi đi biển cho nên là sẽ review đồ bơi của Shein nữa. Kỳ này là đem theo nhiều hơn, 8 bộ luôn mọi người, gần cái chục bộ luôn. Đây, bắt đầu vô luôn, trời háo hức, kỳ này đồ cũng dễ thương lắm mọi người. Đẹp quá trời, khoe, tinh bình. Để thumbnail tiếp. Rồi con đầu tiên nha. Con đầu tiên tôi sẽ lấy bộ màu màu xanh ngọc. Review bây giờ làm. Bây giờ là trưa rồi. Tôi review lẹ để chuẩn bị đi xuống biển. Chơi, bơi các thứ. Rồi con đầu con đầu tiên là dạng kiểu như là kiểu gì ta, mono bikini phải á, nó kiểu nó dính liền luôn á. Cái này thì là cái áo đó, đằng sau đây là cái hộp đá, đằng sau còn cái quần thì là quần thon thon bình thường. Trời ơi, đi chơi mấy ngày nay á, xong rồi la hét các thứ cho nên là bị khen cổ luôn, nói chuyện hồ hộp không giống đàn ông đó. Quần này quần nó cũng kín đáo chứ không có, nói chung là nó không có quá hở mọi người. Giải thì mình ở trong là lót lưới đó, ở ngoài thì là giày giải chất liệu bơi bình thường đó. Còn mút thì mình vẫn tháo ra được. Đây, màu của biển luôn nha. Này như màu biển hay màu trời gì không biết nữa. Biển trời cũng được, xanh là đẹp. Xong con đầu tiên nè mọi người. Trời, con này nó đơn giản nhưng mà nó hay ở chỗ có cái phần dây, cái phần đá đằng sau nè mọi người. Đó, kiểu như nó sao ta? Nó vừa tạo điểm nhấn mà vừa giúp cái quần lại cái áo nó không có phải bị dịch chuyển á. Trời cũng hay, trời với lại quần này cũng dễ thương nữa, nó không có quá hở. Đó. Chỗ này thì có mút nhưng mà tôi cũng tháo mút rồi, tại vì có phần mút lên thì nó hơi thô, nó không có bị nó học mình không có nhúng cái chỗ này lại được. Thường thường mình nhúng là được, thì cái kiểu như mình kéo lại á thì nhìn cái nó ôm vô cái phần ngực nhìn dễ thương hơn là mình xòe cả hết. Đó, điều chỉnh lại. Trời ơi, bộ này đẹp, bộ này tôi thích luôn mọi người. Thì nãy lúc đầu tưởng đâu nó sẽ bị kiểu như không vô form á, kiểu như bị lộn cộng hay sao á. Nhưng mà vô form thì nó đẹp quá trời luôn á. Tôi chấm bộ này tầm 10 trên 10. 10 trên 10 là do cái người ta thiết kế được cái form đẹp. Với lại có điểm nhấn phía sau là cái sợi dây này. Nhiều khi mình chụp hình sống ảo này kia cũng được mọi người, đẹp luôn. Tạo điểm nhấn, thích. Còn kế tiếp, kế tiếp sẽ làm cái này thì chỉ có một cái áo riêng thôi, xong mà cái tôi mới mua thêm một cái quần riêng nữa nè. Cái này là cái quần riêng, còn này cái áo đúng ngoài biển luôn mọi người, áo sò nè, áo quần sò. Trời ơi, đẹp. Cái này thì mình có phần push up ở đây là rộng sẵn luôn. Dây thì mình cột, mình muốn cột cấu trúc cột sau lưng thôi mọi người, tại vì nó có rộng mà cho nó sẽ chắc chắn hơn là mấy cái mà giải không có rộng thì nó sẽ ôm cái phần này luôn. Cái này cột sau lưng. Còn cái quần, tôi coi cái quần hình mày dày với người ta. Quần này, wow, quần này là dạng lưng cao, kính kính mà lưng cao mọi người. Cái này là ở phần phía sau phải, à phía trước đó, ngay cái phần bụng, chỗ nhìn sang nha. Đó, mình gỡ ra như thế này. Rồi, bộ này sang mọi người ơi, chụp hình sống ảo đâu được nè. Đây là bộ con sò. Sò này, sò còn sống. Hồi nãy với cái quần thì tôi nghĩ là cái phần này nè mọi người, cái phần này thì sẽ mặc đằng trước á, nhưng mà nếu mà mặc đằng trước chung với cái bộ này nhìn nó kỳ lắm luôn á. Với lại cái phần này chỗ nó hở chỗ đây nè, lòi mà nó bụng ra thấy ghê quá. Cái xong rồi cái tôi mới chế ra xong tôi quay ra đằng trước vậy luôn đó, mà nhìn mặt cũng đẹp mọi người. Ở đằng sau giống như vậy là điểm nhấn luôn. Nói chung là trước sau cũng không quan trọng, không quan trọng là đẹp là được rồi mọi người. Thì con này thì nó không có phần dây ở đây cho nên tôi nghĩ là nếu mà xuống bơi á thì sẽ không có
nó không có chắc lắm. Hoặc là cái ngực ai á mà căng ra luôn á mọi người, căng ra luôn thì cái chỗ này nó sẽ nó đầy á, kiểu như nó đầy chỗ này luôn nè, thì nó sẽ ok hơn. Tại ngực tôi thật xuyên cũng không có to lắm cho nên là sợ cái lúc lúc mà bơi á nó sẽ rớt. Còn cái quần thì ok, cái quần thì đẹp. Cái quần thì tại do mở bụng á, tôi có mở bụng nhiều cho nên là tôi chế là tôi mặc ra sau lưng đó. Cũng chưa có coi là mẫu mặc đằng trước đằng sau nên tôi mặc vậy luôn mọi người. Nên tôi chấm, tại vì áo này riêng, quần riêng nên tôi chấm áo 8/10, còn quần thì tầm 9/10, nhìn cái quần nó sang đẹp. Bộ thứ ba, con này thì nó hơi sport một chút mọi người. Rồi cũng dễ thương nha. Đó, kiểu này thì dạng cũng lưng cao luôn. Lưng cao hai, cái phần này thì hai lớp nó, nhưng mà nó không có bà, nó không có quá dày, cái này nó hơi mỏng một chút. Còn áo thì mình trời, áo kiểu mình chồng cổ vô thôi á, chứ không có gài, tại nó có chun, nó có chun nó phần sau rồi. Mà tôi nghĩ cái phần này á, cái này thì nó chất liệu nó không có ôm sát, nó không có bo sát giống mấy thằng kia. Mọi người cái này dễ mặc hơn á, cái này chỉ kiểu như nó kín đáo hơn chút, cái phần mông nó cũng không quá hở. Cái dạng này lưng cao là mọi người kéo lên trên đây, đó, kéo lên đây thì nó sẽ ăn gian được cái phần heo, phần eo, ăn gian được cái phần eo của mình. Rồi cái mặt cái chỗ này nè, cái phần ngực thì làm form không có đẹp cho nên hồi nãy chị có nói là không có thích cái bộ này lắm. Thì nhìn cái form á nó sẽ nó không có theo cái phần ngực của mình, nó bị bè hai chỗ này nhiều quá, mình đâu có chỉnh được gì đâu, chỉ là cột như vậy thôi, siết như vậy thôi. Còn phần chất liệu á thì chất liệu thì cũng được, cũng tạm được thôi, cho nên xin chấm con này 8/10. 8/10 8/10 là do cái kiểu nó cũng dễ thương đó, mình hát được mặt lưng cao thì mình cũng hát được cái eo một chút. Cái bộ này á, thì mọi người cái phần này nè, mọi người có thể mặc lót á, mặc thành áo sport ra để mình đi tập đó, mình mặc vậy xong rồi mình khoác cái áo ở ngoài á, áo thun ở ngoài hoặc là áo tông tớp để mình đi tập cũng được, cũng ok. Nói chung là cái chất vải, cái chất liệu của nó thun bình thường á, cho nên là nó sẽ không có, nó không có bị quá dày giống như mấy cái bộ đồ bơi kia, cho nên là mình tập thành áo lót á, mình mặc thành áo lót mình mặc đi tập cũng được. Còn kế tiếp cũng là một bộ màu trắng luôn. Để coi cái quần trước nha. Thấy cái quần dễ thương không vậy? À, cái quần này dạng basic nè mọi người. Đó, chỉ làm đó, dạng basic này thôi. Dày dặn, quần thì form dày dặn. Tại màu trắng á, mình làm dày dặn thì mình sẽ dễ, kiểu như dày dặn nó dễ mặc hơn, với lại nó không có bị thấy những cái khuyết điểm, những cái khe khe đó mọi người. Khe suối. Đó, à, cái áo này thì cũng đẹp nè. Cái chỗ này chắc phần mình cột cổ, nó cột lên đây. Rồi cái này thì ngay cái phần cúp ngực thì có dây ngang qua mình chỉnh này kia. Đó, cái này là kiểu cọ một chút, vẫn có mút này mình tháo ra vẫn được. Nhưng màu trắng á, mấy cái màu trắng thì mình nên mặc mút luôn cho nó đỡ bị lộ. Dây mình rút lại vẫn được. Ok. Đây là cái bộ mà kín đáo nhất, cái áo kín đáo nè mọi người. Cái quần thì cũng đơn giản, quần mông 3/4 mông, không có quá hở. Thì cái chỗ này thì nó lưng thấp cho nên là dành cho mấy cái bạn nào mà có eo cái hông không có quá nhiều mỡ á, nó nhìn mặt thì nó sẽ vô form mới đẹp hơn. Còn cái phần áo này nè, tôi không có thích cái phần mặt giống vậy cho nên bây giờ tôi sẽ thử tháo ra mà cột theo kiểu khác á. Cái này chắc không sợ rớt đâu, tại do tôi thắt cái chỗ này nó chật rồi. Cho nên là bây giờ cột lại gần. Giờ tháo cái chỗ này ra, tôi sẽ quấn kiểu như mình xoắn lại cho nó nhỏ mọi người, xoắn lại cho nó nhỏ rồi mình cột thì nhìn nó sẽ nó mảnh cái áo hơn.
chế nữa. Sắn cái này thì nhìn cái chỗ này nó, nhìn cái phần này nó mảnh hơn, nhìn nó đỡ bị thô. Nhìn sao thì dây nhợ mình tự chỉnh đồ hết, hoặc là một kiểu nữa. Nãy lúc đầu tôi tính là sẽ dùng cái chỗ này nào mình cột hết càng sau, nhưng mà nó không có đẹp, nhìn nó kỳ quá à. Cho nên là tôi cột vô cái phần quần luôn, cho nên là nhìn nó giống như một cái body suit luôn mọi người. Đó. Thế mọi người, tôi chế mà không biết mặc xuống biển nó làm sao, mặc xuống bơi làm sao, chắc nó không sao, tại vì mình cột thì nó cũng để sẽ chắc cú à, cái phần dây này nó cũng chắc lắm, nó không có bị tuột, cho nên là tôi chấm bộ này này. À, ăn gian đừng cái, nếu mình còn kiểu này mình ăn gian cái mình che được cái phần bụng được một chút mọi người. Tôi chấm bộ này 8.5/10, chẳng lẽ lúc đầu chấm 8 thôi là do tôi không thích cái áo lắm, nhưng mà sau khi tôi lật cái áo ngược lại, tôi chế kiểu này thì tôi thấy nó cũng lạ lạ dễ thương, nên tôi chấm 8.5, chấm thêm nửa điểm. Lúc nào cũng phải có màu đen, đen đẹp mọi người. Rồi sang trọng nữa, sang trọng. Cái này gì đây? Wow. Ủa, cái này là cái phần cái này là cái phần đằng sau, cái thon đằng sau nè, hộp đẹp quá. Còn áo này cũng basic rồi mọi người. Áo này mình có thể ví dụ quần mình không mặc được á, mình khó mặc á, thì áo mình phối với lại một cái quần khác cũng dễ thương nữa, tại vì áo màu đen basic mà dễ. Nó là hai cái cột sau lưng với cột cổ, nên là mình dễ chỉnh rồi làm kiểu đó. Dày dặn, cũng dày dặn nữa mọi người, thích quá. Đây là một con bộ màu đen, nhìn đằng trước nó rất là đơn giản, cho tới khi bạn xoay qua đằng sau. Đằng sau thì nó sẽ có cái hộp đá, mấy cái đá đó nữa, nhìn sang nha mọi người. Nhưng mà đó tôi nói như hồi nãy, ví dụ mình nếu mà quần á mọi người mặc chụp hình thôi cũng được, nếu mà xuống bơi này kia mình có thể thay quần khác, tại do cái phần áo của nó rất là basic, đơn giản, mình phối được, mình mặc được nhiều cái mẫu quần khác, tại do áo này nó đã màu đen rồi, màu đen mà là cục dây nữa, cho nên mình rất là dễ phối. Cái phần quần này thuộc dạng là lưng cao lên đó mọi người, nhưng mà cái phần eo của xuyên trên nó hơi bự á, cho nên là tôi mặc nó tới đây à. Nó tới đây rồi, nó ngấn cái mỏ tới đây thôi à. Và nếu mọi người mà eo thon hoặc là lưng ngắn hơn một chút á, là mình mặc cao lên cái phần này giống như là mẫu mặc cái trên hình đó, trời nhìn đẹp lắm mọi người. Hả? Nên là cái chỗ này mọi người thấy rõ cái phần này. Xoay dẻo chưa mà coi. Chấm bộ này tôi sẽ chấm 9/10. Đó, đẹp, vừa màu đen, đơn giản dễ mặc mà nó có điểm nhấn cái phần đá phía sau, cũng trừ một điểm mà nó hở nhiều quá. Nó hở cái phần dây này nhiều quá, cho nên là chấm 9/10. Rồi, con kế tiếp sẽ là một màu camo. Rồi, màu này tôi cũng thích lắm nè. Đẹp quá. Cái form của nó lại basic nữa. Đó, thân nè mọi người. Này thì cũng dày dặn nha, hai lớp. Cái này thì mọi người á, ví dụ eo ai mà cái hông nhỏ mình mặc kiểu như là lưng cao á, kéo lên cái phần hông á cũng đẹp. Xuất sắc, bộ này xuất sắc. Còn áo thì dạng sao ta? Cổ điển, kiểu như dạng cổ điển luôn á, không phải là dây mình chỉnh được. Có tăng đơ với lại đằng sau có ba nứt gài. Mình chỉnh được cái lưng, ba nứt gài luôn mọi người. Đẹp, dày dặn. Đây là bộ camo tôi giữa cái màu này, cái form tôi thích nhất. Nhưng mà do cái phần này là không phải là chỉnh dây, nó chỉ là cái móc qua thôi, cho nên là sẽ không có điều chỉnh được nhiều quá, cho nên là chỗ này của tôi hơi bị chật, nó bị kích quá nên là cũng để ngấn lại. Còn về cái quần thì rất đẹp luôn.
Đó. Cái quần mình chỉnh được, không có chỉnh được, nhưng mà cái phần thun của nó coi giãn tốt đó mọi người. Đó, cho nên là mặt mình kéo lên cao hay là mình kéo sệ xuống cũng được. Đó, tôi kéo cao một chút cho ăn ăn gian cái phần trên này. Đó, quần thì lần sau cũng là quần thon nha mọi người. Cái này thì đơn giản basic là khỏi nói. Tôi chấm bộ này 10 trên 10. Đó. Kiểu này thì mình mặc cũng vừa mình bơi rồi mình bơi hay mình phơi nắng gì cũng được hết mọi người. Nó đẹp, cái dây nó mỏng á, mình phơi nắng thì nó sẽ nó để lại cái vết lằn, nó đẹp hơn là so với mấy cái bản bự bự. Một con màu trắng, trắng tiếp. Hôm nay là trắng đen hơi nhiều ha mọi người, nó trắng nhiều hơn. Trời ơi, con này dễ thương, bộ này dễ thương mọi người. Kiểu như vải của nó, vải của nó giống như là sao ta, nó dày dặn giống như gờ vô, giống như phùng lông, giống như là không 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 diễn tả được. Kiểu như nó mịn mà dày dày đã mọi người. Đó, form này cũng basic luôn, nó không có quá hở, nhìn cũng sang nữa, thích có cái phần khoen ở đây đẹp. Đó, áo áo thì áo sao ta, đây áo cũng dạng cúp ngực, nó ngang qua đây luôn. Rồi quần này mình cột cổ hay mình làm sao gì cũng được, chế nữa mọi người. Chưa có coi hình mẫu mạc, coi rồi mới biết, rồi không coi cũng được, tự chế thôi không sao mọi người. Đây là bộ màu trắng, cái vải nó mịn mịn đã mọi người. Con này thì cái phần lưng của nó, phần lưng của nó thì cái bản nó mình chỉnh không có được, mình chỉ gọt vô phần này thôi, cho nên là cái phần lưng nó cũng hơi rộng một tí xíu, nhưng mà không sao rồi, nó rộng là do cái vải nó hai lớp, cái lớp bên ngoài, còn lớp mà ở trong á thì nó ấp, cái lớp thun ở trong cái lưới á thì nó sẽ ôm sát hơn, còn gì ở ngoài nó bị rộng chỗ này nè mọi người. Đó, cho nên là nhìn ở ngoài mình sẽ cảm giác nó rộng, nhưng mà ra hông nó ôm, đó nó ôm sát cho mọi người. Còn cái dây này á thì hồi nãy tôi tháo ra nó vẫn cột vậy, nhưng mà tôi nghĩ là mình cột thêm kiểu nữa, mình cột ra luồn ra phía sau đó, nhìn cũng dễ thương nữa. Luồn ra phía sau mình thắt cái nơ lại đẹp không mọi người. Nói chung là có dây có nhợ là mình được chỉnh, mình tự do sáng tạo là hết. Con này tôi sẽ chấm 9 trên 10 hả? Cái phần màu trắng này á, cái vải của nó mịn mà nó dày, cho nên nó sẽ không không có lộ cái phần khuyết điểm, phần tam giác của mình, hay là cái phần 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 núm, cho nên là mình mặc không không cần mút cũng 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 được nữa. Đó, còn cái phần trừ một điểm là biết gì mọi người, cái áo nó không có fit vô, cái phần ngoài nó không có fit, không có ôm vô cái người mình. Nói chung là ở trong nó ôm mà ở ngoài nó rộng rộng lại, nhìn nó cảm giác hơi bị rộng rộng ha. Đó, cho nên tôi trừ điểm chỗ đó. Ví dụ ai mà size lớn hơn, ví dụ mà size M mình lấy size S mặc nó căng ra nó cũng sẽ đẹp hơn. Đó, nó đẹp, nó vừa dặn hơn. Hôm nay không có màu sắc nhiều, mà mấy cái form đẹp đẹp không à. Trời ơi, đây cho mọi người coi cái áo trước. Áo này thì cũng giống như cái bộ mà cái bộ hồi nãy basic á, mà cái dây này dài lắm, cái dây dài á mọi người, quấn được nhiều nhiều kiểu, kiểu như quấn nhiều vòng qua chỗ phần eo đó. Mình thắt được nhiều kiểu này kiểu kia, cũng hai lớp dây dặn có mút đây. Còn cái quần, ôi quần dễ thương lắm mọi người, quần này là form lưng cao luôn, cái đó cái hông nó kéo lên cao, tôi cũng thích cái phần cái chỗ này nữa. Đó, nhìn nhìn kiểu sao ta, có điểm nhấn nhẹ, nhìn sang, thử thôi. Đây là bộ cuối cùng, cũng là bộ tôi yêu thích nhất. Cái phần đằng sau á, do tôi chưa có cột, là mọi người muốn cột như thế này đơn giản cũng được, tại cái dây nó rất là dài luôn, cho nên là mình sẽ thắt được nhiều vòng đó mọi người. Đó, mình kéo được phía bên này, kéo được phía bên này, mình thắt lên đây, xong rồi mình cột cái phía sau nữa, rất làm kiểu như là nhiều kiểu á đó. Đó, để cái dây làm điểm nhấn á, rất là đẹp luôn, tôi thích bộ này lắm luôn á. Này chắc tôi chấm chấm trước luôn nha mọi người, 10 trên 10. Con này là tôi thích hơn bộ xanh lính nữa, tại vì do cái dây nó đẹp á, mình chỉnh rồi mình làm này kia cũng được. Lại phần một phần là cái quần nó có điểm nhấn là cái khoen ở đây, nhìn sang nữa, lại lưng cao nữa, nó sẽ hắt được cái phần hông của mình hơn.
phần nó cũng không quá hở mọi người, nó có cái thông tam giác cái ngoài này luôn chứ không phải là một cái đường dây kia, cho nên là tôi chấm phần này ho chấm lố một clip với có một con chấm lố rồi tôi sẽ chấm 12/10 đó, nói chung là hoàn hảo, vừa đẹp mà vừa sang mà vừa khuyết điểm kiểu như là tôn dáng á hả. Do nó có cái phần phần khuyên chỗ này ra cái khoen chỗ này nè, cho nên là mình sọc cái dây vô mình gắn xong rồi mình có thể mình cột nơ này kia là chọn thêm được một kiểu nữa ha. Xuyên đã trở lại rồi đây, bây giờ tôi cũng mặc một bộ bên trong bikini thích nhất để lên hồ bơi bơi review cho mọi người, với lại khoác một cái đầm kiểu như đầm đi biển á mọi người, đầm lưới á xuyên thấu á. Hello mọi người, mọi người lấy một bộ này yêu thích nhất, ngay bộ này tôi chấm 12 điểm gì quá mất tiêu rồi nè. Thì xuống bơi rồi test các thứ, nói chung là bơi để dẹo mà mọi người, chứ tôi biết là đồ này nó sẽ đẹp. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now. Got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. While I'm leaving, you're my greatest mistake. Greatest mistake. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết clip. Mong mọi người sẽ ủng hộ Xuyên bằng cách subscribe, like rồi share. Xuyên sẽ ra thêm nhiều clip hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.